Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa hai đường dây cho vay nặng lãi khủng hoạt động liên tỉnh. Lãi suất cho vay của hai đường dây này dao động từ 280% đến 40%. Khi người vay chậm trả tiền thì các đối tượng này dùng nhiều thủ đoạn đe dọa khủng bố con nợ. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về các đối tượng, ngày 22 tháng 3, Ban chuyên án đồng loạt cử các tổ công tác bắt giữ hai nhóm với 9 đối tượng. Đối tượng cầm đầu trong nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thứ nhất là Nguyễn Thành Thái, 34 tuổi. Các đối tượng còn lại bao gồm Đỗ Hồng Sơn, 25 tuổi, Trần Văn Hiếu, 32 tuổi, Lê Văn Út, 32 tuổi, Mai Thế Anh, 26 tuổi và Trần Văn Uy, 22 tuổi. Các đối tượng này có vai trò giúp việc và thu tiền người vay cho Nguyễn Thành Thái. Nhóm thứ hai do đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Anh, 36 tuổi và người giúp việc thu tiền là Lê Quốc Khánh, 33 tuổi. Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 7 năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam vay với 1.435 lượt, tổng số tiền cho vay lên tới hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Nhóm đối tượng do Nguyễn Duy Anh cầm đầu đã cho hơn 200 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa vay với 1.012 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ tăng vật gồm 60 triệu đồng tiền mặt, 270 bộ hồ sơ của người vay, 7 xe mô tô các loại, một bộ máy vi tính để bàn, 12 điện thoại, 5 ổ khóa, 2 thùng keo 502, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay nặng lãi. Theo cơ quan điều tra, đối tượng quản lý cầm đầu không thường xuyên có mặt tại địa bàn Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội. Sau đó đưa các tài khoản nhỏ cho từng đối tượng cấp dưới quản lý. Các đối tượng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20, 24, 26 ngày và trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.